Con đường gốm sứ ở trên kia các bạn. Thì mình lên mình xem có đẹp không nhé. Con đường gốm sứ ở Hà Nội các bạn này. Nhau biết kiêu này, biết kiêu đục thuyền giặc này, công nhận làm mấy này kỳ công. Bộ mấy chục chục cây, nóng thật. Ra thăm con đường gốm sứ đi. Các quan này. Người ta kỳ công mỗi câu chuyện này lại về sự thích chùa một cột này. Lư Ninh Bình gì đây, biểu tượng của thủ đô gì đấy này, cố đô cũ ấy, vua này, lính lác này, các quan lại lính bao kiếm. Trần Quốc Toàn hay Trần Quốc Tuấn đây. Hình này thì mình không hiểu lắm, chắc là đây là mấy cái hình vẽ tự do. Ổ cắm điện như thật. Đẹp, công nhận đẹp. Như người Ai Cập này.
ngắm con đường gốm sứ này thì phải sang đường khá vất vả đấy, đường thì đông. Chỉ có một nửa bên phía bên phải này là làm bằng gốm sứ, bên trái bên kia là không có gì cả. Bên trái bên kia đi thẳng thì có nhiều các tuyến phố, phố đi bộ rất là vui luôn. Chỗ này làm lâu quá nó bị nứt ra được. Hà Nội dạo này đông tắc đường kinh thật, lúc nào cũng đông luôn. Cả một bức tranh lớn bằng gốm sứ này ốp rất là kỳ công luôn. Đi bộ lang thang giảm cân nên sẽ đi các tuyến đường Hà Nội cho ngắm phong cảnh các bạn nhé. Cái bức tranh từ dưới kia đến đây nó giống như là một hành trình từ thời sơ khai dựng nước đến để nhà chọc trời này. Lên đến đây là ta thấy là nhà hiện đại rồi, nhà cao tầng hiện đại rồi này. Rất là nhiều nhà cao tầng luôn. Đây. Đi ngược từ dưới lên. Bức tranh khá ý là ý nghĩa đấy. Đây là do trường học bệnh viện được xây lên rồi. Cả một bức tranh khá là kỳ công. Đây là kết thúc bức tranh rồi. Đây điểm cuối của bức tranh đây. Đi thẳng đường này là ra lại ra Hồ Tây. Hồ Tây cũng là một nơi buổi tối rất là đẹp ở Hà Nội luôn.